Hi, xin chào mọi người. Chúng ta lại tiếp tục nhận thêm một cái báo cáo về inflation lạm phát của tháng 4 vừa rồi. Nó đã giảm đi, tiếp tục giảm mọi người so với là tháng 3. Đây là một cái xu hướng rất tốt của lạm phát trong vòng khoảng gần một năm vừa rồi. Giảm mạnh từ tháng 7 năm 2022 cho đến bây giờ. Nó vẫn còn ở cái mức rất là cao, 4.9%. Chỉ có giảm 0.1% so với là cái tháng vừa rồi. Và các bạn nhớ là những tháng trước thì nó giảm rất là mạnh từ cái mức cao khoảng 9.1% mà nó xuống liên tục. Tháng 3 vừa rồi chúng ta có cái mức lạm phát là 5%, nhưng mà đến tháng 4 này chỉ giảm chút xíu 0.1%. Nhưng điều này cũng đã đủ để mà làm cho cái market lên lại rất là nhiều trong ngày hôm nay. Sau một tuần nó không có đi về đâu, nhưng mà hôm nay các bạn thấy là cái market cũng đã khởi sắc rất là nhiều, đặc biệt là những cái stock về tech. Nhưng mà có một điều mình rất là đáng ngại, đó chính là cái mức inflation tuy là nó giảm nhưng mà giảm rất là ít. Điều này có khả năng là cái mức lạm phát đã bắt đầu ly đòn ở cái mức là khoảng 4.7% này, chứ không có xuống liền ngay lập tức là 2-3% như là Federal Reserve muốn để mà bắt đầu cắt giảm cái interest rate. Và các bạn biết là có rất nhiều nhà băng đã bị phá sản và nhiều công ty khốn đốn trong thời gian qua khi mà Federal Reserve ông Jay Powell tăng interest rate lên quá nhanh tại vì cái mức lạm phát, cái mức inflation này. Nhưng mà một cái tín hiệu tốt là nó vẫn giảm, nhưng nó xấu đó chính là giảm rất ít. Và mình chỉ sợ là những tháng tới đây nó sẽ ly đòn, giảm là khoảng 0.1-0.2%, thậm chí là giữ cái mức như vậy. Nhưng mà tháng này nó giảm 0.1% có nghĩa là ông Jay Powell cũng có khả năng không có tăng interest rate và giữ như vậy trong cái lần tăng interest rate tới đây, trong cái lần họp của Federal Reserve tới đây, chứ không phải là muốn tăng thêm một lần nữa là banh luôn. Nhưng mà mình nghĩ là cái báo cáo này nhiều người ta cũng có thể nói là đoán trước được là nó sẽ tiếp tục giảm. Tuy là không có giảm nhiều nhưng mà nó vẫn giảm, cho nên là nó tác động đến cái market cũng không có bao nhiêu. Vấn đề quan trọng hơn đó chính là hơn một tuần vừa qua stock market nó không có đi lên đi xuống bao nhiêu. Tại vì người ta đang rất lo sợ nước Mỹ có thể sẽ vỡ nợ trong thời gian tới đây. Thì cái bà Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ cũng đã nói là có thể xảy ra sớm nhất vào ngày mùng 1 tháng 6, chỉ là khoảng 2-3 tuần nữa thôi. Mỹ có thể sẽ bị vỡ nợ nếu mà không có tăng cái nợ trần lên. Và hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vẫn đang bàn bạc. Còn nếu mà không có tăng lên từ bây giờ cho đến là tháng 6 thì có khả năng là nước Mỹ sẽ bị vỡ nợ. Và điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ không có đủ tiền để mà trả bill cho government. Và government sẽ bị shutdown, không có đủ tiền để mà trả bill này bill nọ, cũng như là trả tiền cho những người lính này, trả tiền cho cảnh sát này, trả tiền cho những người có Medicaid hoặc là Social Security. Nó sẽ ảnh hưởng đến rất rất là nhiều người nếu điều này thực sự xảy ra. Cho nên là người ta cũng đang cố gắng bàn bạc để mà đưa đến một cái quyết định phù hợp nhất. Nhưng mà đến thời điểm này thì hai đảng vẫn chưa đưa ra cái quyết định thống nhất. Đảng Cộng hòa đã pass cái bill này rồi, House đã pass cái bill này rồi, có nghĩa là nó quyết định là sẽ tăng cái debt ceiling lên để cái government không bị sắc đau và nước Mỹ không bị vỡ nợ. Nhưng mà đảng Dân chủ không chịu những cái điều kiện mà đảng Cộng hòa đưa ra, cái Hạ viện đưa ra để mà quyết định tăng cái debt ceiling lên. Một trong những cái điều kiện rất quan trọng của Hạ viện đưa ra hay là đảng Cộng hòa, đó chính là nếu mà anh muốn tăng cái debt ceiling này lên thì anh phải cắt giảm chi tiêu trong những năm tới đây là khoảng 3.4 ngàn tỷ. Nhưng mà ông Biden và chính phủ của ông Biden vẫn chưa đồng ý với điều này. Nhưng mà các bạn cũng biết là những năm vừa qua khi mà đảng Dân chủ vừa nắm Thượng viện, nắm Hạ viện, rồi nắm luôn cái chức tổng thống, thì đảng Dân chủ làm bất kỳ điều gì mà nó muốn. Nhưng mà sau cái lần bầu cử này thì đảng Cộng hòa đã nhắm được cái Hạ viện, cho nên là nó mới có những điều như thế này xảy ra. Còn cái việc là nâng cái debt ceiling này, nâng cái nợ trực này, nó xảy ra rất là nhiều lần và tranh cãi cũng nhất rất là nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng thì người ta cũng sẽ tăng lên thôi. Nhưng mà có thể nói là những nhà đầu tư người ta đang lo sợ về điều này một chút xíu. Tại vì chúng ta đang nằm trong một cái hoàn cảnh khác rồi, nó không giống như là lúc trước nữa. Bây giờ không chỉ là ở trong mà ở ngoài nước cũng rất là lộn xộn. Tại vì các bạn biết là cái tổ chức của những nước như là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và những một vài nước khác ở bên châu Phi đang góp lại để mà có thể nói là loại bỏ cái đồng đô la, trong cái việc là ngoại thương không có dùng đồng đô la để mà trao đổi buôn bán nữa. Và bây giờ thì có thêm càng nhiều nước nữa muốn nhảy vào trong cái tổ chức này, tham gia vào trong cái tổ chức này để mà loại bỏ đồng tiền đô la luôn. Cho nên đây là một trong những cái điều rất là quan trọng. Và đồng đô la là một cái thứ vũ khí quan trọng của Mỹ, và thực sự nếu điều này xảy ra và cái đồng đô la mất đi cái giá trị ngoại thương của nó thì
nước Mỹ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và tác động rất lớn đến nền kinh tế của Mỹ. Cho nên mình nghĩ là những ngày vừa qua, đặc biệt là tuần vừa rồi, tuy là chúng ta có rất là nhiều good news, những cái công ty lớn ra báo cáo tài chính stock nó nhảy đùm đùm, đặc biệt là những công ty về tech, ví dụ là Facebook này, Microsoft, Apple hay là Amazon. Apple các bạn cũng thấy là nó lại tiếp tục có một cái quarter rất là tốt nữa, đặc biệt là nó thông báo mua lại rất nhiều share, buyback stock cũng như là tăng cái tiền dividend của nó lên. Công ty vẫn làm ăn rất là tốt, vừa mở thêm cái chi nhánh đầu tiên, chi nhánh thứ hai ở bên nước Ấn Độ nữa. Đây là một trong những cái thị trường rất lớn về sử dụng những cái smartphone, cho nên là Apple nếu có thể nhảy bước chân vào trong cái thị trường này thì nó cũng sẽ kiếm thêm rất là nhiều tiền. Và như mình đã nói mọi người, tuy là chúng ta có một cái tuần rất tốt của những cái công ty tech lớn như vậy là earning, nhưng mà stock không có đi lên đi xuống bao nhiêu. Chỉ có ngày hôm nay, ngay sau khi chúng ta nhận được về cái thông tin về mức lạm phát giảm đi thì có một vài stock lớn cũng lên thêm rất là nhiều, nhưng mà những cái stock ở trong cái quỹ Dow Jones thực sự nó vẫn đang chìm. Chỉ có cái quỹ Nasdaq, những cái stock về tech thì lên rất là mạnh, những cái stock banking vẫn bị chìm trong ngày hôm nay nữa. Đối với những cái stock về banking bây giờ, đây là một trong những cái thời điểm khó khăn khi mà nhiều người ta sợ quá rồi. Các bạn nhớ là tuần trước, cách đây 1-2 tuần thì Apple cũng đưa ra một cái chương trình là cái saving account đó với cái mức lãi suất cao, cho nên là nhiều người ta cũng rút tiền từ nhà băng bỏ vào trong cái saving account này để mà kiếm thêm tiền. Đúng là vào thời điểm này, nếu mà chúng ta mua một cái dividend stock với cái mức dividend yield là khoảng 2-3%, nhưng mà có thể nói là trong vòng 1 năm này, có thể là tới năm tới đây nữa, trong vòng từ 12 đến 24 tháng thì stock rất là khó đoán. Chúng ta không biết là nó lên hay đi xuống, bây giờ nó đang lơ lửng, mọi người, không lên cũng không xuống. Nếu mà nó lên để chúng ta có thể bán và take profit thì khác, nếu mà nó xuống mạnh để chúng ta buy the dip thì lại càng khác nữa. Nhưng mà nó đang treo lơ lửng như vậy, chúng ta không biết cái đường nào nó sẽ đi. Đặc biệt nếu mà chúng ta bỏ tiền vào mua những cái stock có cái dividend yield 2-3%, nhưng mà bây giờ những cái công ty lớn, những cái nhà băng lớn, hay đơn giản chỉ nói là Apple Saving Account, nó đã cho mọi người là khoảng 4% một năm rồi và không có rủi ro, gần như là không có rủi ro, tại vì cái bảo hiểm của nó lên đến 250.000 và chúng ta cũng có thể rút ra bất cứ lúc nào. Có nghĩa là chúng ta bỏ vào trong cái quỹ này, chúng ta nhận được là hơn 4% dividend yield rồi. Nó đơn giản như vậy, chỉ là không có capital gain nhưng mà lại không có risk. Có nghĩa là khi chúng ta mua một cái stock với cái mức dividend yield khoảng 3-4% đi, có thể là cái stock nó sẽ đi xuống và cái số tiền ta bỏ vào nó sẽ đi xuống, giá trị nó sẽ đi xuống thêm. Về mặt long term thì khả năng nó sẽ đi lên lại, nhưng mà trong vòng khoảng 12 đến 24 tháng tới đây mình nghĩ là một trong những điều rất là khó khăn. Suy thoái, ai cũng nói đến điều này trong những tháng vừa qua. Cho nên vào thời điểm này người ta không có muốn take risk, người ta chỉ muốn giữ tiền cash. Và nếu mà người ta có thể kiếm được một ít tiền từ cái số tiền cash đó thì chắc chắn là người ta sẽ làm. Tuy là có nhiều stock rẻ vào hiện tại, nhưng mà cái độ rủi ro của nó vẫn còn rất là cao. Ai biết được là trong thời gian tới đây chúng ta sẽ có thêm vài cái nhà băng nữa bị phá sản, hay là một vài cái công ty grow nữa xuống đến cái mức là khoảng 80-90%. Và đây chính là điều làm cho mình rất là lo ngại, cũng là lý do tại sao trong vòng khoảng hơn một tuần vừa rồi mình không mua bất kỳ một cái stock nào, tiếp tục giữ tiền cash. Đơn giản bỏ tiền cash ở trong cái account Robinhood thôi cũng kiếm được 4-5%, không có làm gì hết, chỉ có giữ tiền cash cho mình mà nó trả ra cái tiền lãi như vậy, cũng y chang như là các bạn mua stock với 4% dividend yield, chỉ là nó không có đi lên thôi, nhưng mà ngược lại thì nó cũng sẽ không đi xuống. Cho nên mình nghĩ đây là một trong những cái thời điểm mà cái độ rủi ro cao, mình không biết là nó sẽ như thế nào. Đã có tiền đầu tư vào trong stock rồi cho nên là chắc chắn mình sẽ không có miss out cái cơ hội khi mà những cái stock đó đi lên. Stock dividend, stock grow, banking stock, Tesla gì cũng có hết rồi. Cho nên nếu thực sự mình bị miss out cái cơ hội, mình không mua vào thời điểm này và nó lên thì mình vẫn kiếm được tiền từ những cái stock mình đang nắm giữ. Còn nếu thực sự nó đi xuống thì chỉ có cái phần tiền mình đầu tư vào, giá trị của nó đi xuống, còn cái phần tiền cash mình giữ lại thì nó vẫn kiếm ra tiền cho mình từ cái dividend yield, từ cái mức yield mà Robinhood trả ra cho mình, và không có bị mất đi bất kỳ một cái giá trị nào của cái số tiền đó. Khả năng khi mà stock mà mình tin tưởng rớt vào, mà mình phán đoán là mức giá tốt và mình có thể yên tâm để mà mua nó vào, thì mình sẽ mua với cái mức giá rẻ hơn. Và đó chính là kế hoạch của mình trong thời gian tới đây. Mình nghĩ đây là một trong những cái thời điểm nhạy cảm và chúng ta phải hết sức cẩn thận. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.